Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tới. Cái gì nhỉ? Hôm nay mình có một clip gọi là đập hộp. Đấy, sâu những món hàng mới mà mình mới tậu được. Tết năm nay được lì xì khá là nhiều tiền các bạn. Nên là hôm nay mình đã đi tậu một vài món để hỗ trợ cho những clip sau này của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay một clip là khoe những món đồ mới mình mới tậu sau Tết các bạn nha. Đây, đây là toàn bộ những cái đồ mới mà mình mới tậu sau Tết. Đấy, các bạn quan sát đi. Mình đã trưng hết ra đây rồi, rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ gọi là đập hộp và mình sẽ kể giá trị của những cái món đồ mà mình mới sắm các bạn nha. Ui, nhiều tiền lắm, chưa bao giờ mà mình đầu tư nhiều như thế. Thì hôm nay mình sẽ kể luôn. Đầu tiên, đây mình kể trước luôn. Đầu tiên sẽ là một con mic không dây. Đấy, đây là mic thương hiệu Saramonic Sound Remix Cable. Đấy, mình nói chung là tiếng Anh mình hơi kém, mình chỉ đọc thế thôi. Đấy, thì đập hộp ra bên trong là có một cái hộp rất là đẹp đây. Thật ra thì mình đã đập rồi, bây giờ mình mới gọi là để khoe các bạn thôi. Để mở cái túi ra. Ấy. Saramonic Billing 500 Pro. TXTXTXR. Đây, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn. Ôi, nhìn trông rất là hoành tráng không? Nhìn trông cứ như là mình mới đầu mình tưởng cái này kiểu giống như kiểu flycam. Thì là bên trong này là con mic mới này là nó có một cái đầu để thu. Thì đây là con RX này, cái hiệu RX này. Tức là con này sẽ gắn với lại các thiết bị quay, ví dụ như GoPro cũng được này, điện thoại cũng được này, máy ảnh cũng được này. Đấy, để làm gì? Để thu tiếng. Và đây là hai con mic rời mà mình sẽ gắn vào người nói chuyện, ví dụ như mình nhá. Mình gắn vào đây. Và mình mua một bộ này là bộ nó có hai mic rời gắn. Ví dụ hai người nói chuyện với nhau thì mình sẽ gắn hai mic. Đấy. Nói chung là đồ điện tử này mình thích thì thích thật, nhưng mà mình nói thật là mình mua về nhưng mà mình chưa dùng hôm nào cả. Thì là mong rằng là clip sau mình sẽ có cơ hội để mình dùng con này. Đấy. Để cải thiện âm thanh. À, bao tiền nhỉ? Con này mình nhớ là mình mua hơn 7 triệu các bạn ạ. 7 triệu 100 bao nhiêu ấy. Đấy, chơi không? Đây là nhờ em Vinh Phan tư vấn. Em tư vấn bảo: anh ơi, cứ chơi con mic này đi, ngon, em dùng rồi, ngon. Thế là lại nghe em ý. 7 triệu, 7 triệu 100 bao nhiêu ấy. Không nhớ rõ chính xác, nhưng đây để mình kể chuyện lốt. Thì đây là một con mic rời nhá. Ok chưa? Tiếp theo, các bạn trông hoành tráng chưa? Flycam à? Nhìn như flycam luôn. Bao nhiêu người hỏi flycam à, nhưng mà không phải. Bây giờ sẽ mở ra luôn. Đấy. Không phải flycam đâu. Chết một mẹ cả đây. Trời. Đây là một chiếc gimbal các bạn ạ. Nhưng mà không phải là gimbal của điện thoại, mà là gimbal của máy ảnh. Tất nhiên rồi, đấy, phải đi một bộ luôn. Đấy, khỏe luôn. Cái này thì là mình sắm trước hết rồi. Đấy. Đây chính là con máy ảnh Sony A6500. Mình mua cũ thôi. Mình mua ở chỗ đường Trường Chinh, không nhớ shop lắm. Đấy, thì là mình mua gồm máy ảnh này, cái túi này, với lại một cái túi đeo chéo, với lại một vài phụ kiện pin rời nữa. Thì là rơi vào tận 26 triệu. Đấy, một combo. Thật sự với các bạn luôn là mình đầu tư này là để đầu tư hình ảnh nhá. Mình sẽ ví dụ như sau này những clip mà quay cận này, quay đứng tại chỗ như này, mình sẽ dùng máy ảnh quay cho hình ảnh nét hơn, đúng không? Mình nói thật là mình không biết dùng cái này đâu. Mình chưa tìm hiểu luôn. Từ hồi mua về còn chưa chụp cơ. Chưa chụp, chưa nghịch phát nào cơ. Đấy. Thì là con này là 26 triệu rồi. Các bạn nhớ nhá, nhớ hộ mình nhá. Đây. Và mua máy ảnh thì chắc chắn là phải có gimbal. Để làm gì? Để chống rung các bạn ạ. Lại phải mất tiền nữa. Thì cái gimbal này là mình mua cùng với cái mic kia.
Mình chỉ nhớ rõ là mua hai cái, tổng hai cái là 14.500.000, thì con kia 7.1 triệu, thì con này nó rơi vào khoảng tầm 7.4 triệu. Đấy, đây là gimbal Ronin SC đấy, của thương hiệu DJI. Mong rằng là sau này sẽ có những sản phẩm đẹp để cho các bạn xem. Rồi, đấy là khoe những cái món đồ mà mình mới sắm. Mới buôn loại à? À không, cái này là cũng để trong chương trình mình quay á. Nói chung là điện thoại này quay rất là tiện các bạn ạ, bởi vì khi mà mình đi đâu chẳng hạn, mình không mang gimbal mình gắn ở mũ chẳng hạn. Ơ kìa. À, alo. À, đây, giới thiệu luôn các bạn, đây là máy ghi âm của mình. Hôm nọ cứ tưởng mất hóa ra để mẹ ở túi quần. Con này mua 2.5 triệu nhá. Con này là cái gì nhỉ? TX650 của Solilot. Đấy. Đây là gọi là hôm nay gọi là clip show, những cái đồ để chuẩn bị làm là phương tiện để quay ghi hình clip các thứ. Đấy. Máy ghi âm này thì rất tiện này, bởi vì là nó sẽ không cần phải sóng. Nhưng mà mình sẽ phải mất một bước thêm, gọi là bước đồng bộ hóa âm thanh. Ok luôn. Xin cho xong premium. Điện thoại này thì mua 34 triệu. iPhone 11 Pro Max bản 512GB. Tưởng rút ra từ 12. Chưa có tiền mua 12 hôm nay. Đấy, nếu như mình không mua mấy cái đồ này là mình cũng mua iPhone 12 đấy. Nhưng mà nói thật ra là mình cũng không dùng gì đến iPhone 12 cả. Thì đây là toàn bộ những cái đồ mà mình sắm dùng để quay. Đấy. Được đây em là dùng để làm clip. Còn bây giờ sẽ là một sản phẩm. À quên, một sản phẩm, một bộ đồ mình cũng mới sắm, nhưng mà không phải là để cho làm clip, mà là để làm để cho cái xe, để cho con vợ mới của mình. Đây, không biết các bạn có phát hiện ra không? Đừng gọi là gì? Làm thương hiệu bản thân chứ. Không. Đây chẳng là thương hiệu bản thân là gì. Con này để làm thương hiệu bản thân được rồi. Đây. Cái dưa con này là gì nhỉ? Con này dưa con trước con này là Titan chứ đúng không? Đây, không biết các bạn có nhận ra không? Đây, đây chính là một chiếc Bo Austin Racing. Bản này là bản carbon nhá. Đấy. Đây là một chiếc Bo khác rồi. Con Bo trước của mình nó là, nói thật với các bạn là con Bo trước của mình nó là con Bo fake. Bo fake. Mẹ, đi cái xe mấy trăm triệu đi con Bo fake. Bị bọn nó nói nhiều quá, mình bức quá là mình xuống tiền ăn con này. Con này nếu như theo giá thị trường mà mua mới nó phải dao động nó khoảng tầm 28 đến 29 triệu các bạn nhá. Đấy thì bây giờ là mình mua con này là mua lướt, mua cũ thôi. Nó hơi bị chầy một tí. Đấy. Nhưng mà nó cũng mất 16 triệu các bạn ạ. Mỗi cái cable không thôi mà 16 triệu. Các bạn thì chơi xe nó không có kinh tế lắm. Đau. Ôi rồi. Bây giờ mình sẽ so sánh cho các bạn giữa cái Bo cũ và cái Bo mới nhá. Cái Bo này ấy thì là nó có đây, nhìn là Bo đây. Đấy, các bạn nhìn này. Bo Out nó sẽ có khắc tem này, à khắc chữ AR này, đây nữa này. GP1R này. Đấy. Nhìn thấy chưa? Còn cái con Bo cũ của mình là nó không có khắc cái này đâu. Và con đấy là mình đã chuyển nhượng lại cho em Long Vũ rồi. Đấy, Long Vũ nó lại thích cái Bo đấy. Rồi thì mình cho luôn. Là mình lắp con này. Bây giờ mình sẽ cho bạn nghe thử âm thanh của con Bo cũ và con Bo mới nhá. Mình nói thật, con này là nó sẽ không kêu to bằng con cũ. Nhưng mà được cái nó sẽ ấm hơn này, nó chắc hơn này. Và nghe nó kiểu nó uy lực hơn. Con Bo cũ thì nghe nó kiểu to hơn. Nó khàn khàn, nó rè 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 ra. Nói chung là đi kiểu phá làng phá xóm hơn. Và con cũ này, con cũ nó ngắn hơn con này. Tức là cái cổ này nó ngắn hơn này. Còn đây là full cổ này rất là dài. Đấy. Thì thành ra là nó sẽ không khạc lửa bằng cái con cũ. Nhưng mà nó vẫn khạc. Đấy. Ok. Bây giờ sẽ là một đoạn clip trước mình quay con Bo cũ, mời các bạn cùng xem nhá. Ok, sau khi mà các bạn xem xong thì bây giờ mình sẽ mở máy lẹp thử con Bo mới này cho các bạn, để các bạn so sánh âm thanh giữa hai con Bo nhé. Mm-hmm.
nào nhỉ? Mình thấy thì nó vẫn ok đấy. Nói chung là mình thích con bô này hơn. Đấy, nó thẳng luôn. Con bô fake kia lắp cho em Long Vũ này. Mời các bạn cùng xem con bô cũ. Con bô cũ mình lắp cho Long Vũ đi nhá. Ảnh như này lại lắp kiểu bãi trưởng luôn. Ok thì hôm nay thì là một clip nó rất là ngắn gọn. Mình khoe những cái món đồ mình mới mua thôi. Bởi vì mình đang định là mình đang định là mượn xe của Dũng Nguyễn để quay cho các bạn, nhưng mà mình chưa mượn được. Đấy, nó khó quá. Thế là hôm nay phải quay tạm clip này. Mong clip sau kiểu gì mình cũng sẽ mượn được Dũng Nguyễn con ZX10R của Dũng Nguyễn mới mua nhá. Sẽ review và so sánh giữa con của Dũng và con của mình xem con nào ngon hơn. Theo các bạn thì con nào ngon hơn nhỉ? Con của Dũng là 26, con mình là 28. Ok thôi, để clip sau quay chi tiết giữa hai con ZX cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ mời các bạn tính thử tổng lại tiền cho mình xem là những cái món đồ mới sắm của mình tổng tất cả là bao nhiêu tiền. Tính cả cái mic thu. À không, cái mic này có tính không nhỉ? À, đây là tổng những món đồ mà mình dùng để quay. Mic này, mic không dây này, gimbal này, máy ảnh này, cây bô mới sắm nữa này. Đấy, các bạn tính hết vào cho mình xem là mình phải chi ra bao nhiêu tiền nhé. Ok thôi, cảm ơn các bạn đã xem clip mình nhá. Các bạn nhớ like, subscribe và đăng ký kênh cho mình nhá. Từ giờ mình sẽ cố gắng là... À thôi, nói nhiều quá, toàn bảo cố gắng làm clip đều mà toàn không đều làm. Thôi, để mình hứa clip sau sẽ là review xe ở Dũng Nguyễn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye. Thank you.